ngay từ năm 17 tuổi mình đã thực sự là dọn dẹp toàn bộ cái sự nghiệp hoặc là dọn dẹp toàn bộ những cái thời gian trong tương lai để luôn luôn cái tình nguyện nó sẽ gắn bó với mình. Cho nên là mình mới mong muốn rằng là nếu mà Việt Nam mình còn em nhỏ còn khổ ở trên vùng cao hay là còn những cái điểm trường chưa được xây thì mình sẽ sẵn sàng là có thể làm tình nguyện được trọn đời được luôn. Năm 17 tuổi, dự án đầu tiên của Hoàng Hoa Trung thực hiện mang tên Thiệp Nhân Ái, giúp những trẻ em khuyết tật, mồ côi tự tay làm thiệp bán để có thu nhập. Cũng từ hoạt động đó, chàng trai trẻ quyết định tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện Niềm Tin và gắn bó tới tận bây giờ. Thì đến năm 2012-13 mình cũng đã bán được đến 20.000 những tấm thiệp đó và cũng thu về hơn 250 triệu. Và cũng là một cái khoản thu nhập mà gọi là vui vẻ cho các bé vào mỗi cuối tuần là làm những tấm thiệp và bên mình sẽ đi bán những tấm thiệp đó đi giúp các bé có thể làm được cái việc làm được những cái gì đó để có thể bán được. Thì nhóm đã quyết định làm thiệp chứ không phải là đến tặng quà, tặng bánh kẹo hay là những cái gì đó dành cho các bé mà sẽ là những cái tấm thiệp, sẽ là những cái kỹ năng để các bé có thể tự làm những cái đồ handmade và có thể bán được sau này. Năm 19 tuổi, Hoàng Hoa Trung chọn làm công việc tự do để dành thời gian cho đam mê hoạt động tình nguyện. Dự án Ve Chai Niềm Tin, một trong những dự án sớm nhất tại Hà Nội của Hoàng Hoa Trung nhằm gom ve chai làm từ thiện. Chỉ trong 2 tuần triển khai thu gom tại 10 ký túc xá sinh viên, Hoàng Hoa Trung đã có 10 triệu đồng, đủ để mua hơn 100 con gà và 4 con lợn giống, tặng 10 hộ dân khó khăn trong cảnh sống chung với HIV tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tiếp đó là hàng loạt dự án bán bảo hiểm xe máy, bán nông sản, bán đất trồng cây cảnh với mục đích không gì khác ngoài làm sao có tiền để giúp người nghèo. Hơn 11 năm qua, Hoàng Hoa Trung không nề hà bất cứ công việc gì, miễn việc làm đó chính đáng và có thể gây quỹ làm việc thiện. Có đợt là nhóm đến cái làng gốm Bát Tràng và đi đi xin những cái gốm hỏng gốm lỗi hoặc là đi ra đào đất ở ở những cái bãi bãi rác gốm ấy, đào đất xuống sâu rất là sâu để đi tìm những cái gốm mà còn rất là đẹp và có thể sử dụng được. Và với dự án gốm như vậy cũng đã gây quỹ được hơn 60 triệu trong vòng 2-3 năm. Nhóm đi các cái hội chợ miễn phí rồi là các cái chương trình này kia bán trên trên online. Rồi là tư duy ra là cái đất phù sa sông Hồng là những cái đất mà nó miễn phí, nó rất là màu mỡ, học từ lớp 8 rồi. Và nhóm xuống bãi bồi sông Hồng và đi xin những cái cô bác ở đó để có thể là đào những cái đất đấy lên, thì cứ 70 cân đất là lại bán được 100.000. Thế là đấy cũng là những cái dự án hồi hồi sơ khai mà khi mà nhóm không có tiền thì nhóm bỏ ra gây quỹ. Hầu hết là tất cả những thứ là đều không mất tiền. Mà nhóm có thể gây quỹ được 100-200 triệu một năm để góp vào những cái điểm trường mà nhóm phải xây. Những các đội nhóm khác ở thời sinh viên thì tham gia như này đấy, thì thường là nó sẽ trong một các chuỗi thời gian cụ thể và định kỳ theo kiểu tuyển tuyển tình nguyện viên và trong một khoảng thời gian thôi, nhưng mà hoạt động của nhóm là xuyên suốt, tức là lâu dài và bền vững. Các hoạt động xây trường hay nuôi em thì diễn ra đều đều hàng năm hàng năm. Nhiều năm qua, ngôi nhà của Hoàng Hoa Trung luôn như một cái kho chứa các loại quần áo, sách vở mới cũ và rất nhiều những đồ đạc khác. Quá quen với việc Hoàng Hoa Trung hoạt động thiện nguyện nên bạn bè, người quen, hễ ai có thứ gì không dùng tới lại mang đến cho chàng trai này. Hoàng Hoa Trung quan niệm có những thứ nhiều người không còn sử dụng nhưng không có nghĩa người khác không dùng tới. Từ những cái về ve chai giấy vụn này, từ những cái về những cái đồ gốm cũ này, từ những cái như là mình bán cả những cái sách cũ này, tất cả những thứ, thậm chí là trước thì nhóm cũng đã từng gây quỹ bằng những cái tivi cũ này, cứ về quê xin được cái tivi cũ nào lên là lại bán được vài trăm nghìn hoặc là có khi bán được cả triệu. Hay là việc là mình cứ tận dụng những cái mà xung quanh mình, nhiều khi là người ta cho cả những cái nồi niêu xoong chảo, mình cũng thấy rằng là nếu mà nó cần thiết cho vùng núi thì mình lại gom lại, mình lại mang lên vùng núi cho các thầy cô. Hay là người ta lại cho cả những tấm thảm để mà lót nhà ấy, thì nó thấy nó cần thiết cho vùng cao thì mình lại mang lên thôi. Thì nói chung là cái gì mà mình cảm giác là người ta không cần đến nữa nhưng mà mình thấy rằng là nó vẫn phù hợp với cả cái nhóm để gây quỹ hoặc là để mang lên cho vùng cao thì mình lại có thể mang lên vùng cao được. Ban đầu khi gia nhập nhóm thiện nguyện Niềm Tin, Hoàng Hoa Trung cùng nhiều thành viên khác chủ yếu hoạt động ở thành phố.
Sau này, địa bàn hoạt động của nhóm ngày được mở rộng ra và họ tìm đường lên núi. Địa điểm khảo sát đầu tiên của nhóm là tỉnh Yên Bái. Mục đích ban đầu của nhóm khi lên núi cũng chỉ là giúp người dân nơi đây có thêm nhu yếu phẩm. Nhưng chính những chuyến đi thực tế ấy khiến Hoàng Hoa Trung và các thành viên trong nhóm hiểu rằng chỉ có đem lại kiến thức cho những đứa trẻ thì mới mong một tương lai tươi sáng hơn. Xuất phát từ suy nghĩ ấy, nhóm tình nguyện Niềm Tin đã đặt ra mục tiêu xây điểm trường cho những học sinh vùng cao. Là một trong những người đầu tiên lên bản Nậm Vì, Điện Biên khảo sát để xây dựng điểm trường mới, Hoàng Hoa Trung thực sự bị ám ảnh bởi những khó khăn và thiếu thốn mà cô và trò nơi đây đang phải đối mặt. Những lớp học tuềnh toàng, siêu vẹo, thủng lỗ chỗ, các em học sinh có thể thò đầu từ bên ngoài vào để xem bên trong các thầy cô dạy chữ. Còn bàn ghế thì được chế từ những thân gỗ gồ ghề, cái cao, cái thấp. Có năm mùa mưa bão, thầy trò vừa chạy ra khỏi lớp học thì trường sập. Sau những khảo sát, Hoàng Hoa Trung và nhóm tình nguyện Niềm Tin đã xây dựng dự án Ánh Sáng Núi Rừng. Mục tiêu của dự án là cố gắng mỗi năm xây dựng từ 1 đến 2 điểm trường. Với một cái tư duy của một đội nhóm mà xây được một điểm trường một năm đã là cực kỳ khó khăn rồi. Đấy hồi mới là sinh viên thôi. Các bạn ở trong đội toàn là sinh viên. Thì đấy là một cái sự rất là khó khăn. Nhưng khi có một cái người cực kỳ gạo cội hoặc đặt một câu hỏi rất là đúng, đấy là làm thế nào để xây dựng hơn một điểm trường. Thì lúc đấy mình chỉ là một đứa 23 tuổi và đến bây giờ là 30 tuổi. Trong vòng 7 năm chỉ suy nghĩ làm thế nào để xây dựng hơn một điểm trường. Và thế là đã vỡ hòa lên được những cái khoảng khắc khi mà 2018 đã xây dựng được 4 điểm trường một năm. Hay là 2019 đã xây dựng được 15 điểm trường một năm. Và thậm chí 2020 này đã tìm ra được cái cách để xây dựng được tới 30 đến 40 điểm trường trong một năm. Đối với mình, anh Trung là một người cực kỳ năng lượng, cực kỳ nhiều năng lượng và cực kỳ đam mê về tình nguyện. Và vì thế anh luôn có những cái ý tưởng, rất là nhiều ý tưởng để thực hiện. Và anh lúc nào cũng đau đáu về trẻ em vùng cao ạ. Anh Trung giống như là một người anh cả vậy. Nhiều khi là anh cũng không nhận là sếp của mọi người đâu, anh chỉ nhận là một người anh thôi. Và tất cả mọi người thì giống như là anh em với nhau làm một việc gì đó để giúp ích cho cuộc đời và giúp mọi người làm được những việc mà mình yêu thích. Vừa việc mình yêu thích vừa lại giúp được đỡ người khác nữa. Anh Trung thì sống rất là giản dị. Nhiều khi cũng khó tính ấy, nhưng mà sự chân thành của anh ấy thì kéo lại được mọi thứ. Có dịp quay lại những điểm trường mà nhóm đã xây dựng, Hoàng Hoa Trung phát hiện ngôi trường mới dù khang trang, chắc chắn và tiện nghi hơn hẳn. Thế nhưng nhiều học sinh vẫn bỏ học giữa chừng. Việc học sinh phải bỏ học để vào rừng đào măng về luộc ăn trừ bữa không hề hiếm. Đói ăn chính là lý do khiến nhiều em học sinh không thể tiếp tục đến trường. Và từ những trăn trở đó, dự án Nuôi Em chính thức được hoạt động. Để cho dự án Nuôi Em nó được hiệu quả hơn, minh bạch hơn, đấy là mỗi một em nhỏ sẽ được gán một cái mã và một người nuôi cơm sẽ nuôi một em nhỏ đó trong vòng 9 tháng. Mỗi một tháng sẽ là 150.000. Và khi mà một người nuôi và biết mặt em nhỏ đó, biết em ấy ở đâu, bố mẹ thế nào, rồi còn thậm chí là biết được số điện thoại của bố mẹ, già làng, trưởng bản, thầy cô giáo, phụ huynh, rồi là các cái là hiệu trưởng nữa, rồi là kể cả phòng giáo dục. Cho nên là cái tính minh bạch ở đây rất là cao. Ai cũng có thể gọi điện trực tiếp về cho cái em nhỏ đấy, xem là em ấy có được ăn cơm đầy đủ hay không, để mình thấy rằng là cái số tiền mà người ta đóng vào nó sẽ rất là hữu ích. Tôi biết đến nhóm Nuôi Em xây trường vào tháng 1 của năm 2018 và bắt đầu support nhóm từ khi đó. Và cái lý do mà em tham gia đấy là em rất là ngưỡng mộ các anh chị, những người đã từ ngày đầu tiên đã lập bên nhóm và làm ra những việc rất là ý nghĩa. Thì bản thân em thì được tiếp xúc với những công việc của nhóm ấy, thì em cảm thấy đấy là cuộc sống mình rất là có nghĩa hơn, cảm thấy là không có thời gian lãng phí nữa. Ví dụ như là những thời gian lãng phí đấy thì em có thể giúp các em nhỏ soạn sách hoặc là soạn những đồ chơi cũ để gửi lên cho các em. Hiện nay số người tham gia dự án Nuôi Em vẫn đang tăng theo cấp số nhân. Mỗi hình ảnh Nuôi Em được chia sẻ đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng, nhận được sự hỗ trợ thiết thực.
Hoàng Hóa Trung đặt mục tiêu trong năm 2020, dự án sẽ thu hút gần 20.000 người tham gia, nuôi cơm 20.000 trẻ vùng cao. Điện Biên có 15 huyện thì nhóm mới chỉ nuôi cơm trọn vẹn được 3 huyện thôi. Còn rất nhiều cái việc phải làm nữa thì mình vui thì vẫn vui, nhưng mà lo thì vẫn lo và vẫn mong muốn là làm được thêm nhiều nữa để giúp cho các bé có thêm cơm hoặc là giúp cho bé có thêm những cái điểm trường nữa. Vì thực tế là 35 điểm trường đã được xây dựng, mục tiêu năm nay cũng là thêm 30-40 điểm trường nữa. Tuy nhiên thì hàng trăm điểm trường nữa cần được xây dựng nên nhóm vẫn tiếp tục phải hành động rất là nhiều. Tôi biết đến bạn Trung thì là bạn ấy là trên cái qua cái chương trình TV. Tôi thấy là các bạn ấy là một người trẻ nhưng mà có tấm lòng và cái việc làm đối với cái cộng đồng. Thì cái việc đấy thì tôi thấy là đáng hoan nghênh và khâm phục cái tinh thần của các bạn trẻ đó. Với cái tấm lòng của mình thì tôi cũng hứa với các bạn ấy là mỗi một điểm trường xây dựng trong một điểm trong năm nay thì tôi sẽ tham gia cùng với các bạn ấy là 2 triệu. Lấy cảm hứng từ dự án Hoa Trên Đá, hoạt động gây quỹ Em, Sỏi và Trường đã được ra đời. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, tiền đấu giá mỗi tác phẩm được dùng để xây trường. Với sứ mệnh biến những viên sỏi nảy mầm yêu thương mang giá trị của sự tử tế đến với những ngôi trường vùng cao, nơi các em bé hàng ngày vẫn băng rừng theo đuổi con chữ. Lớp học thì tranh tre, nứa lá. Đường đi đến trường thì rất là khó khăn. Thậm chí mà dẫm cái dép xuống mà rút lên là mất dép rồi, bởi vì nó lầy lội. Thế cho nên là cái mong muốn của Hoàng Hoa Trung là người dẫn đầu cũng như là đội ngũ nhóm sỏi chúng tôi thì là muốn được góp một cái phần nào đó giúp cho cái con đường đến trường và cái lớp học của các con có được cái sự an toàn và các con có cái niềm vui khi đến trường, sự an tâm của cha mẹ khi các con đi học và sẽ là một phần giúp cho cái tương lai của các con nó được tươi sáng hơn. Với kế hoạch gây quỹ được 100 triệu đồng vào năm 2020, Em, Sỏi và Trường là một hoạt động thuộc phong trào gây quỹ Sức Mạnh 2000 nhằm phục vụ cho dự án Ánh Sáng Núi Rừng để xây trường cho các em nhỏ vùng cao. Hoạt động này được thực hiện thông qua việc đấu giá các em sỏi. Những tác phẩm chân dung trên sỏi của các em nhỏ vùng cao, đa phần là những em đang được hỗ trợ cơm trưa bởi dự án nuôi em. Mỗi viên sỏi đều được chính tay những thầy cô giáo đang cắm bản nhặt từ ven suối về rồi gửi xuống Hà Nội để những tình nguyện viên họa sĩ sỏi thổi hồn vào đó. Mỗi viên nó một hình thái khác nhau và chúng ta sẽ phải tự làm thế nào để chọn được những cái hình ảnh phù hợp với nó và để nâng cái viên sỏi từ một cái vật vô tri trở thành một cái viên sỏi có linh hồn. Đó là và lựa chọn hình ảnh các em bé người dân tộc do những cái nhà nhiếp ảnh gia người ta đã tự nguyện tặng cho nhóm để cho nhóm được sử dụng hình ảnh. Và cũng có những cái hình ảnh là do chính các bạn trong nhóm đi lên gặp các con và chụp lại các em bé ở trên đó và chúng tôi lấy những cái hình ảnh đó để vẽ lên những cái viên sỏi này. Là gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2019, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu về lĩnh vực hoạt động xã hội và được Forbes Việt Nam đưa vào danh sách ứng viên 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam. Lòng nhân ái, sự nhiệt huyết, thanh xuân của Hoàng Hoa Trung và các bạn trong nhóm sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ tới trường cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Dòng sông vẫn trôi.